Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, mạnh lên thành bão giật cấp 10, cấp 11. Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển nhanh vào Biển Đông với tốc độ 20 km/h và khả năng mạnh lên thành bão với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 từ 60 đến 75 km/h. Giật cấp 10, cấp 11 theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 19 tháng 12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9 độ Vĩ Bắc, 120,8 độ Kinh Đông. Trên khu vực vùng biển phía tây miền nam Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, 40 đến 60 km/h, giật cấp 9, dự báo trong 24 giờ tới. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão, đến 7 giờ ngày 20 tháng 12. Vị trí tâm bão ở khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc, 116,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa, khoảng 250 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60 đến 75 km/h, giật cấp 10, vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Từ vĩ tuyến 8,0 đến 12 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 115 đến 120 độ Kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 3, trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và có khả năng mạnh thêm, đến 7 giờ ngày 21 tháng 12. Vị trí tâm bão ở khoảng 9,8 độ Vĩ Bắc, 112,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa, khoảng 240 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, 60 đến 90 km/h, giật cấp 11. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, gió mạnh và sóng lớn trên biển từ đêm nay 19 tháng 12. Vùng biển phía đông khu vực giữa và nam Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6 đến 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5 đến 9 độ Vĩ Bắc nối với áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh nên vùng biển phía tây của khu vực nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6. Giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.